Hello, xin chào anh em. Thì mình tên là Tâm. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cái nội dung cho anh em biết là cái nơi để đăng ký Grab, cái quy trình đăng ký Grab cũng như là cái số tiền cần chuẩn bị là bao nhiêu để mình có thể đăng ký mình chạy Grab. Rồi bây giờ nơi chốn thì anh em sẽ đi tới cái tòa nhà Paragon số 3 đường Nguyễn Lương Bằng ở quận 7 nha. Thì Grab đã dời từ bên Lý Thường Kiệt qua cái tòa nhà đó rồi, và các bạn lên tầng thứ hai nha. Rồi tiếp theo, khi đi thì các bạn chuẩn bị gì? Nếu các bạn là người mới, các bạn chưa biết gì hết thì các bạn cần chuẩn bị đầy đủ những cái thứ giấy tờ sau đây. Đầu tiên là cái giấy này nó khó lấy, các bạn nên đi làm trước rồi hẳn mà đăng ký Grab. Thì là giấy này tên là lý lịch tư pháp. Tôi có để cái đường link video làm lý lịch tư pháp ở phía bên dưới cái phần mô tả đó, thì các bạn xem rồi các bạn làm theo tương tự vậy là chúng ta sẽ có lịch tư pháp. Và khi làm lịch tư pháp ta sẽ có tờ giấy hẹn, chúng ta cầm theo tờ giấy hẹn đó. Rồi tiếp nữa, các bạn phải có căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân còn thời hạn. Tiếp theo là cái giấy phép lái xe. Tiếp theo nữa là các bạn phải có cái bảo hiểm xe máy. Bảo hiểm xe máy của các bạn thì chỉ cần còn thời hạn tháng là được rồi. Rồi tiếp theo nữa là chúng ta có cái giấy tờ xe bản gốc. Có nhiều bạn thắc mắc là mượn xe người thân chạy được không, thì tôi trả lời là được nha, miễn sao có cái bản gốc là được. Còn mấy bạn trả góp thì tôi cũng không rành lắm, thì tôi nhớ là nó không cho các bạn sử dụng trả góp thôi. Rồi tiếp theo thì các bạn đem những cái giấy tờ đó, chúng ta đến tòa nhà hồi nãy tôi nói ở đường Nguyễn Lương Bằng đó, mình lên tầng số 2, mình nói là mình đăng ký tài xế mới. Rồi tiếp theo thì đến đây thì sẽ có cái người hỗ trợ các bạn, hỗ trợ các bạn công việc là chụp hình các bạn của mặc cái bộ đồ Grab vô vậy nè, cái đứng giữa phía sau tường chụp cái tấm hình đó để làm cái avatar, cái app cho các bạn luôn. Nghĩa là cái avatar đó là các bạn không thể nào mà các bạn thay đổi được nha, thì Grab nó chụp tấm lấy avatar. Rồi thì cũng sẽ có cái người hướng dẫn các bạn làm hồ sơ đăng ký online. Cái việc mà làm hồ sơ đăng ký online á, các bạn có thể ngồi ở nhà các bạn làm xong, bạn chuẩn bị giấy tờ, các bạn lợi các bạn cho người ta coi, người ta duyệt hồ sơ là xong. Rồi tiếp theo nữa, các bạn phải có cái gì? Các bạn cần phải có một cái Gmail nha. Để Gmail để các bạn nhận những thông báo của Grab cũng như nhận cái sao kê cái số tiền hoặc là những cái nội dung liên quan đến thuế, nội dung liên quan đến cái số tiền các bạn chạy được hàng tháng đó. Rồi các bạn cần phải có một cái tài khoản ngân hàng chính chủ. Tài khoản ngân hàng chính chủ này thì bên Grab nó sẽ thông báo rằng nó xài ngân hàng gì, thì các bạn sẽ mở tài khoản đó. Và tại cái điểm của bên Grab luôn á, sẽ có một cái nhóm hỗ trợ các bạn mở tài khoản ngân hàng. Ban đầu thì xài đâu ở bên Techcombank, rồi cái đổi qua một hai ngân hàng khác đó. Tôi thì ngày xưa tôi vô tôi hỏi nạp tiền Momo được không, rồi tôi có phí Momo. Nói chung thì nạp lần 1 triệu vô app để mình duy trì app mình chạy, nói chung cũng tốn chút đỉnh mà thôi. Làm ngân hàng lưu bu rồi giữ tài khoản rồi giam tài khoản hàng tháng, tốn phí tài khoản tùm lum đấy các bạn. Tôi bỏ qua chuyện đó, tôi không làm nha. Rồi tiếp theo nữa, các bạn cần phải có cái phí Momo như tôi đã nói đó. Nói chung là một cái phí Momo để mà mình có thể chuyển tiền, mình nhận tiền của khách trả cho mình thông qua phí Momo. Một số khách hỏi tiền mặt, họ hỏi em có phí Momo không, chị gửi trả cho em đó, hoặc tài khoản ngân hàng ha. Nhưng phí Momo thì nó thuận tiện hơn đó, trong quá trình các bạn nạp tiền vào app cũng được luôn. Rồi đó về phần chuẩn bị hồ sơ cũng như công cụ. Thì đương nhiên các bạn có chiếc xe nha. Ở chiếc xe của các bạn là phải trên 50cc là được. Nhưng tôi khuyên thì chạy xe 100 đi, quay Alpha, Cirrus gì đó, rồi Jupiter, Exciter đó, cái nào cũng được. Trên 100 con khói đi cho nó mạnh. Mình còn leo dốc, mình còn chở đồ nặng, mình còn chở khách nặng. Có khi các bạn chở như ông khách Tây nặng cả 100kg, leo lên xe 50 cái nó xẹp, nó xẹp luôn cái hộp, rồi sao mà chạy. Rồi tiếp theo là cái số tiền cần phải chuẩn bị. Thì khi các bạn đi đăng ký cái lý lịch tư pháp đó, các bạn sẽ tốn 200.000. Nhớ là 200.000 nghe, là lý lịch tư pháp làm trong thời hạn 1 tháng mới có. Không có ai có khả năng giúp các bạn cái chuyện mà làm một hai bữa có nha. Những người cò mồi đó để hỗ trợ cho là nó đang kiếm, nó lấy tiền của các bạn đó. Được chưa? Và trong cái quá trình đăng ký Grab á, là không có chuyện thu phí lệ phí gì cả. Được không? Chỉ có cái tiền mua đồ đồng phục thôi. Rồi đồ đồng phục thì gồm có gì? Áo giống như tôi đang mặc nè. Hai cái áo thun tay dài mà hay thấy ngoài. Được chưa? Hai cái áo mưa. Đó. Rồi nón bảo hiểm thì các bạn có thể lấy hai cái nón 1/2, hoặc là các bạn có thể lấy cái nón 3/4 giống như vậy, cái nón 1/2. Thì tôi khuyên là anh em nên xài cái nón 3/4 đi,
Tại vì sao? Tại vì cái kiến này nè nó rất là tốt nha, trời mưa nó dội vô đây nước mưa nó sẽ chảy thẳng xuống không có động lại, anh em dễ nhìn thấy hơn. Thêm cái nữa là đây có cái phần này che cái tay các bạn lại, nếu như mà các bạn có thể sử dụng cái tai nghe mà tai nghe loại Bluetooth á thì cảnh sát giao thông sẽ không thấy và cũng khó mà bị phạt. Rồi cái kiến này á, nó có tác dụng á là đá sổ gì văng vô đây nó cũng đỡ, mà thêm cái nữa là nếu mà xui xui gặp mấy thằng mà xịt hơi cay á thì nó phải lặn ở dưới này xịt lên đúng không, lặn thì khó cái tay xịt hơn là vô ít, còn xịt trực tiếp nhà thì nó không vô đó. Tôi khuyên nên xài nón 34 nha. Rồi tiếp theo cái số tiền mà để mua cái đồng phục á là 750.000 khoảng đó. Nếu mà chọn cái nón bảo hiểm hai cái bao một hai hết thì thấp hơn chút đỉnh, mà nếu các bạn mua luôn cái túi Rapfood á thì thêm đâu đó 150.000 nữa, tôi nhớ là vậy. Rồi tiếp theo thì gom gom lại nhiêu rồi, nãy 200 nhưng giờ 750 rồi, lú ra tầm khoảng 1.1 triệu rồi đó, được chưa? Rồi tiếp tục mình cần gì nữa, nếu như các bạn mà chọn cái combo mà có giao hàng Grab Express, có nghĩa là đi chở đồ chở quần áo gì đó, nói chung là đồ không phải người ta không phải đồ ăn á, thì đó gọi là chở hàng chở đồ, thì các bạn sẽ phải ký quỹ thêm một số tiền là 2 triệu. Rồi số tiền này sẽ ký dần dần, nghĩa là nộp dần dần chứ không phải nộp cái ào vô 2 triệu nha, còn ai có nộp luôn thì cũng được không sao hết. Rồi thêm cái phần tiếp theo nè là các bạn phải có cái số tiền nhận túi. Đương nhiên tiền nhận túi đi làm gì? Tiền nhận túi là để các bạn chạy Grabfood, các bạn có, các bạn đi mua đồ cho người ta đó. Rồi tiền nhận túi là cái số tiền lẻ vòng vòng 500-700 ngàn gì đó dùng để các bạn thối tiền cho khách. Cái tiền nhận túi là cái tiền mà các bạn cần phải có để ứng COD, ví dụ như những chuyến hàng gọi là giao hàng COD ứng tiền trước đó thì các bạn phải có cái để các bạn ứng, được chưa? Sụt xịt đâu đó trong túi bạn cũng phải cầm tầm khoảng 1 triệu, 1 triệu mấy, tại vì có những cái đơn hàng food đã cả triệu bạc luôn, nhưng thấy đơn hàng food vậy thì cũng hạn chế nhận nha, dễ bị bơm lắm. Rồi các bạn cần phải có cái số tiền mà các bạn dùng để dằn ở trong cái app, ví dụ như trong app các bạn phải có 500-700 ngàn để làm gì, để mà khi sau một cái chuyến xe đó thì Grab nó sẽ trừ các bạn cái khoảng phần trăm, được chưa? Đó thì cái số phần trăm bây giờ tính anh em tính ra là nó là 27% nha, có nghĩa là các bạn thấy hiện trên app 100 ngàn thì Grab nó sẽ lấy hết 27% của 100 ngàn, thêm cái 1 ngàn tiền nền tảng gì nữa đó, rồi tiền bảo hiểm chuyến xe nữa. Rồi tiếp theo thì sụt xịt gom nãy 1.1 triệu đúng không, 2 triệu ký COD, nếu như có đăng ký chạy đạp SRS là các bạn ra được 3 triệu rồi, dằn túi 1 triệu, áp 1 triệu, 5 triệu, đó là cái số tiền mà các bạn cần nên có. Còn cái điện thoại thì tôi khuyên các bạn nên xài thoại Android, được chưa? Thoại Android nó pin nó trâu, với lại giá nó cũng mềm, thì nó ổn định hơn, xài iOS thì giá nó cao quá, dễ bị mất. Rồi, đó là cái địa điểm, cái hồ sơ và cái số tiền mà các bạn cần chuẩn bị khi các bạn có nhu cầu đăng ký chạy Grab. Và các bạn có thể theo dõi tiếp những cái nội dung video mà tôi chia sẻ trong kênh này để các bạn biết hơn. Đây thì sơ qua về cái việc nội dung nói vậy thôi, còn cái phần mà đăng ký online á thì nếu mà các bạn có ở nhà thì các bạn bật lên làm theo cái hướng dẫn trên trang web của Grab là xong, nó không có quá phức tạp các bạn. Cái phần chụp hình đầu này kia thì có sao làm vậy, cứ nhớ phần chụp hình căn cước, chụp hình bằng lái xe đâu đó thì mình chụp cho nó không bị chối là được. Còn nếu mà các bạn cảm thấy không biết thì mình cứ ôm thẳng các hồ sơ mà tôi nói ban đầu, các bạn đi tới cái chỗ Grab nha, ở số 3 đường Nguyễn Lương Bằng, quận 7 thì các bạn đăng ký nếu các bạn ở Sài Gòn. Rồi còn ở Cần Thơ, ở Đà Nẵng, ở Hà Nội đó thì cũng có thông tin trên web, thì các bạn vô web của grab.vn các bạn xem kỹ hơn, nó có đầy đủ hết. Thì tôi chia sẻ sơ vậy. Nếu như mà nội dung này có giúp ích cho bạn thì cũng đừng quên cho tôi xin một subscribe ủng hộ, hoặc là những vấn đề này bạn thắc mắc các bạn comment vào bên dưới đi, rồi tôi sẽ đọc và tôi thấy tôi chia sẻ cho các bạn. Thì tôi cũng hy vọng là tôi có thể giúp các bạn được những cái trải nghiệm, những kinh nghiệm, những cái chuyện mà tôi biết tôi chia sẻ trong kênh này. Rồi tôi hy vọng là các bạn có thể chuẩn bị được cái tâm lý để mà mình sẽ gặp những chuyện tương tự vậy. Chắc ăn các bạn sẽ gặp rất nhiều chuyện và tôi nói cũng không thể nào hết được, tôi chỉ chia sẻ những gì mà tôi biết thôi. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi và chúc các bạn đăng ký thành công, có được nhiều tiền.